nào phù hợp với đội tuyển nữ Việt Nam ở ASEAN 19? ASEAN 19 là cơ hội để các tài năng trẻ đội tuyển nữ Việt Nam được ra sân, thử lửa, nhiều hơn. Sau World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại để hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo mang tên ASEAN 19. So với World Cup là sân chơi quá tầm, còn SEA Games là nơi các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đầy ắp danh hiệu, thì ASEAN là giải đấu vừa sức, vẫn đảm bảo tính cạnh tranh cao, nhưng không đến nỗi khốc liệt như World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt tới bán kết ASEAN 17 năm 2014, sau đó vào tới tứ kết ASEAN 18 năm 2018. Kết quả nói trên dù theo chiều hướng đi lùi, nhưng phản ánh một sự thật, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa đạt tới đẳng cấp có thể duy trì thành tích ổn định ở sân chơi châu Á. Ở ASEAN, những ứng viên vô địch lớn nhất vẫn là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm tiệm cận, cùng với Thái Lan, Myanmar, Đài Loan và Philippines. Giải đấu năm nay sẽ khó lường khi bóng đá nữ châu Á chào đón sự trở lại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một trong những đội nữ đáng gờm nhất giải đấu. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có những ưu thế riêng. Trong tay huấn luyện viên Mai Đức Chung là lực lượng cầu thủ đã trưởng thành vượt bậc với những kinh nghiệm tích lũy được ở sân chơi World Cup. Một năm qua, Huỳnh Như cùng đồng đội đã gặp tới 5 đội tuyển nằm ở nhóm đầu thế giới, gồm Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan, chưa kể New Zealand và Bồ Đào Nha cũng rất mạnh. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh những trận thua trước và trong World Cup đã chỉ ra mặt hạn chế của đội tuyển nữ Việt Nam mà dù có tinh thần tốt đến mấy, các cầu thủ cũng chưa thể khỏa lấp. Dù vậy, việc được tiếp cận đẳng cấp chơi bóng hàng đầu ở cả 3 khía cạnh là trình độ, tốc độ và cường độ cũng giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng cầu thủ vỡ ra nhiều thứ, giúp toàn đội sẽ không còn lo lắng khi gặp những đội ở trình độ cao hơn. ASEAN 19 sẽ là sân chơi để kiểm chứng giá trị của những bài học mà đội tuyển nữ Việt Nam có được tại World Cup. Sau trận cuối gặp Hà Lan, tiền vệ Dương Thị Vân nhấn mạnh toàn đội sẽ còn thi đấu tốt hơn. Vậy tốt hơn là ở mức độ nào? Các trận đấu tại ASEAN 19 sẽ giải đáp cho câu hỏi đà tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam có thể duy trì hay không? Bởi nên nhớ rằng không phải đội bóng nào cũng mạnh lên sau những trải nghiệm ở World Cup. Đội tuyển nữ Thái Lan xuống dốc sau 2 lần đá World Cup liên tục 2015. 2019, hay đội tuyển nữ New Zealand đã dự tới 6 kỳ World Cup đá 15 trận nhưng chỉ thắng vỏn vẹn một trận, chưa từng vượt qua vòng bảng. Gặt hái trải nghiệm là một chuyện, biến trải nghiệm ấy thành động lực tiến bộ ra sao là bài toán nan giải với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Vì nói như chiến lược gia 74 tuổi thì đội tuyển nữ Việt Nam trưởng thành, đối thủ cũng chẳng đứng yên. Bước tiến thần tốc của đội tuyển nữ Philippines là minh chứng. Ở ASEAN 19, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng bảng Nhật Bản, Nepal và Bangladesh, mục tiêu vượt qua vòng bảng nằm trong tầm tay Huỳnh Như cùng đồng đội. Nhưng để tiến vào bán kết như ASEAN 17, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải vượt qua đối thủ mạnh ở tứ kết, nhiều khả năng là một trong những đội tuyển nhóm đầu như Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc nhẹ nhàng hơn là Philippines. Để đảm bảo thành tích, đội tuyển nữ Việt Nam cần quá trình chuẩn bị kỹ càng. Đó là lý do toàn đội đã hội quân vào hôm nay 10 tháng 8 và có hơn một tháng huấn luyện tập trung. Bên cạnh mục tiêu thành tích mà phù hợp nhất là có mặt ở vòng tứ kết và thi đấu tốt trước các đội mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam còn có mục tiêu trẻ hóa. Những cựu binh như Thùy Trang, Thúy Nga không góp mặt, thay vào đó là những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Nguyễn Thị Hoa, Lan Anh, cùng gương mặt lạ mà quen, Trần Thị Duyên của câu lạc bộ Hà Nam. Với 11 trong số 25 cầu thủ ở ngưỡng U23, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đặt nền móng cho lứa trẻ ngay ở giải đấu này. Ban huấn luyện đội nữ sẽ ưu tiên các trụ cột đá trận gặp Nhật Bản, còn ở các cuộc so tài gặp Nepal hay Bangladesh, lứa trẻ sẽ có chỗ. Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuyển giao thế hệ và cần mạnh dạn tin dùng cầu thủ trẻ. ASEAN 19 cùng vòng loại Olympic Paris 2024 là cơ hội để những măng non vươn mình, dần thay thế vai trò của đàn chị. Các trận đấu ở vòng bảng ASEAN 19 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến 30 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.